Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới đã khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,64%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.810 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.808,84 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.827,71 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng mạnh đóng cửa tuần này ở mức 105,260 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì liên tục biến động, hiện tại giảm nhẹ giao dịch quanh mức 23.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần này cũng bằng một phiên tăng mạnh, giao dịch ở mức 3,947% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 76,531 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Nhìn chung trong tuần này, thị trường vàng đã có một tuần giao dịch không mấy sôi động khi mà cả 4 phiên đều đi xuống. Sau khi đóng cửa nghỉ lễ trong phiên đầu tuần là ngày 20 tháng 2, giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch 21 tháng 2 khi mà đồng đô la Mỹ mạnh lên. Cụ thể giá vàng giao tháng 4 năm 2023 giảm 7,7 đô la Mỹ xuống 1.842,50 đô la Mỹ trên ounce trong lúc đóng cửa phiên này. Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng lên gần mức cao nhất trong vòng 6 tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm 0,1% xuống 1.841,50 đô la Mỹ trên ounce trong phiên giao dịch 22 tháng 2. Sau khi mà biên bản cuộc họp mới nhất của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách ủng hộ tăng lãi suất nhiều hơn để chế ngự lạm phát, giới chức Fed lưu ý rằng rủi ro lạm phát vẫn cao là một yếu tố chính định hình chính sách tiền tệ và đảm bảo việc ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất. Đã đi xuống tiếp tục trong phiên 23 tháng 2 với giá vàng ra tháng 4 năm 2023 giảm mạnh đến 14,7 đô la Mỹ trên ounce xuống 1.826,8 đô la Mỹ trên ounce. Khi mà nhà đầu tư nhận định Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian dài hơn dự kiến, sau khi mà giảm trong phiên giao dịch 24 tháng 2 thì giá vàng kết thúc tuần này với mức giảm lên đến 1,8% và kéo dài chuỗi giảm sang tuần thứ tư liên tiếp. Theo ông Stephen Innis, đối tác cấp cao của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management cho hay, một loạt số liệu về tình hình tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Mỹ củng cố nhận định Fed sẽ có thêm các hành động để kiểm soát lạm phát. Trong bối cảnh đó thì nhà đầu tư đang phải cố bắt kịp xu hướng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Một điều sẽ tổn hại tới vàng, giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ bởi lãi suất tăng sẽ giúp cho đồng đô la Mỹ mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đi đáng kể. Còn theo đánh giá của nhà phân tích thị trường cấp cao ông Edward Moya tại công ty môi giới đầu tư ONDA cho biết, hoạt động sản xuất tại Mỹ dự kiến sẽ tăng lên trong báo cáo về hàng hóa lâu bền của Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới. Thị trường khi đó sẽ có thêm bằng chứng rằng nền kinh tế lớn nhất trên thế giới không suy yếu. Về mặt lý thuyết thì điều này sẽ dấy lên lo ngại về lạm phát hơn và khiến Fed phải hành động mạnh tay trong các cuộc họp tới. Sau một loạt số liệu kinh tế mạnh mẽ thì các nhà đầu tư đã bớt kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất sâu trong năm 2023. Hiện tại, họ kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ đạt đỉnh vào tháng 7 năm 2023 ở mức 5,35% và duy trì trên ngưỡng 5% cho đến cuối năm. Theo chuyên gia Anis của SPI Asset Management nhận thấy, khả năng các số liệu kinh tế sẽ nguội bớt khi mà số liệu về tiêu dùng cũng như là lao động và lạm phát của Mỹ trong tháng 2 được công bố sau vài tuần nữa, diễn biến đó sẽ có lợi cho giá vàng. Tuy nhiên thì ông nhấn mạnh thị trường vàng cần những nỗi lo sợ suy thoái kinh tế quay trở lại để thúc đẩy kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, qua đó nâng đỡ vàng đi lên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Với thị trường vàng trong nước cũng tiếp tục giảm dù mức độ đi xuống không bằng đà lao dốc của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng trên lượng mua vào, 66,9 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm thêm 50.000 đồng trên lượng so với hôm qua. Đây là ngày giảm thứ 5 liên tiếp của vàng SJC dù mức độ giảm không quá lớn so với thị trường vàng thế giới. Trong khi đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại giao dịch quanh mức 53,1 triệu đồng trên lượng mua vào, 54 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm mạnh đến 250.000 đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên chiều tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm mạnh 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.615.000, bán ra 6.690.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh. Giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán ra với Doji Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.612.000, bán ra 6.688.000, giảm 18.000 ở chiều mua vào, giảm 6.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.670.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.702.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại duy trì xuống giảm trong khoảng 200.000 đồng trên lượng mua vào và 100.000 đồng trên lượng bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua và giảm 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 860.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. STC Huế mua vào 6.607.000, bán ra 6.693.000. STC Bình Phước mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. STC Biên Hòa Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. STC Long Xuyên mua vào 6.612.000, bán ra 6.695.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại tiếp tục duy trì xuống giảm trong khoảng từ 104 đến 250.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 10.400 cho đến 25.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.305.000, bán ra 5.395.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.305.000, bán ra 5.405.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.275.000, bán ra 5.355.000, cùng giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.172.000, bán ra 5.302.000. Vàng 18K mua vào 3.831.7.000, bán ra 4.031.7.000. Vàng 14K mua vào 2.937.3.000, bán ra 3.137.3.000. Vàng 10K mua vào 2.048.3.000, bán ra 2.248.3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.